tiếp tục cắm thị siêu trái nha anh em, cây trái rất sai luôn, này gốc nè, trái nè, quá trời trái luôn, gốc này là hai thân nha, lên lượng cũng đẹp lắm. Bây giờ mình đào luôn, đào xong mà có hình video anh em xem, cái trái mơ luôn tao. Cắm thị này nông em về trồng sân vườn làm mẫu là ok luôn, cây nào nó có trái là nó có trái quanh năm luôn. Đây cây bên đây nữa nè, gốc mà. Trái cây bên đây sai hơn.